Chào tất cả các anh em nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu hôm nay mình sẽ quay cái kho hàng của mình toàn máy hộp vô ấy. Đây. Toàn máy đẹp. Mình nhập bên Trung Quốc về còn hạng nguyên bản hết máy hộp vô. Kho của mình chắc có khoảng tầm cách đây hơn một tháng thì nó khoảng 200 con nhưng bây giờ nó chỉ còn giờ chỗ này chắc nó còn gần 100 con nữa. Thì mình bán ở đây mình bán máy hộp vô rất chạy. Cho các ở ngoài miền Bắc này thì người ta dùng máy hộp vô nhiều, thay máy hộp vô nhiều. Những con máy còn mới 80-90%, chưa động được con ốc nào. Đây, anh em xem. Kho hàng của mình rất nhiều máy hộp vô nha. Từ 371, 375, 420 mình đều có. Mình ở đây thì bán máy hộp vô thì rất là chạy. Vì ngoài này dân miền Bắc người ta chủ dùng máy xe tải này, xe đầu kéo chở đất, với lại chủ yếu là người ta chạy ở các công trường, chạy mỏ với lại hút cát. Nhưng đa số là máy hộp vô mình nhập này, đa số người ta thay xe, người ta lắp vào. Nhưng con máy phần trăm của nó lên tầm còn 90, thậm chí còn 95%, máy nó chạy chưa hết màu, cái ống xả nó chưa hết, chưa đen ống xả này. Mọi người ai có nhu cầu về máy hộp vô các loại máy, nhưng chủ yếu mình trong kho hôm nay mình quay cái kho của mình, cái máy hộp vô của mình rất là nhiều, toàn máy đẹp thôi. Ai có nhu cầu về máy móc gì thì mình cũng có. Nhưng cái video này thì mình sẽ giới thiệu nguyên về máy hộp vô thôi. Đây. Toàn những tất cả đều là máy nguyên bản hết, chưa động cả lê, chưa ra. Nhưng còn máy bơm kim chưa có dấu mở. Rồi mọi người xem. Đây là những con máy rất là đẹp. Bây giờ người ta máy xe có vấn đề hỏng người ta không bao giờ làm lại nữa, đều thay máy hết. Ngày hôm qua rồi hôm nay mình bán 5 con máy của vừa. Mình có bốn bãi hàng thôi, bốn kho hàng thôi. Đây là kho hàng mình để chuyên để máy hộp vô. Đây là cái bên này là máy 371 nhá. Thì mình sẽ giới thiệu những cái máy 375 này. Những cái máy rất là đẹp, được chất, máy nguyên bản hết, cầm con ốc. Rồi mọi người xem rồi, máy này như mới, tí nó vẫn còn những cái tem của nhà máy này, mặc máy nó chưa chạy hết màu sơn mới này, nó vẫn còn màu cái nhũ của cái máy mới, phần trăm của nó rất là, nó phải đến 95% ấy. Tất cả bên này là máy 371. Còn đây là máy 375. Những con máy 375 của mình rất là chi là mới. Rồi những cái máy 375 mới lung linh luôn. Cảm giác như nó chạy rất là ít luôn. Hàng của mình nhập từ bên nước ngoài về. Đây là máy hộp vô 375 nhá. Máy chưa có dấu mở, từng con ốc, từng xe ốc dầu hồi chưa có dấu mở sải. Máy 375 thì bơm nó nghiêng, nó bơm nó không thẳng như máy 371. Bên này là máy 420. Hộp vô 420 là đầu kéo A7 ấy. Dạo trước cách đây 2 tháng là mình có kín cái kho này máy hộp vô máy hộp vô khoảng 200 đến 300 con, nhưng bây giờ mình bán được rất nhiều.
thì máy của mình mà máy đẹp người ta thay xe thì khách hàng người ta thay xe thì người ta chỉ thích máy đẹp vào thôi. Còn đây là trụ ben mới, trụ ben hổ phù này, trụ ben mới, trụ ben cũ đều có hết tất máy hổ phù nhá, anh em có nhu cầu thì alo cho mình.